Trời có một phát à, đòi taxi nữa. Đi lép mày đặt. Kệ nó. Không không. Cắn mình cắn nó lại. Ôm mực. Hello chào cả nhà. Chị dâu đang đứng kia. Ok. Trả lụa. Trả lụa ở bên chị Hằng với anh Hai đem tới. Cho. Rồi đây chị Hằng đây. Đang coi tập thể dục. Cái Si ơi, Si à, con đem ra đồ ra ngoài coi cho cậu Hai đi. Đem ra. Đây, cậu Hai đây. Đó, nó nói đem chả lụa của cậu Hai đem từ Virginia qua đó. Đó, rồi đem đồ ăn nữa đây con. Nè. Giò đây dễ hả? À. Đó. Anh Hai với chị Hằng tới đây là coi như là chị Hằng á 8 năm rồi mới đến đó chị anh ha. Lần đầu tiên tới nhà của mình. Anh Hai tới hoài rồi không nói. Trời ơi cái vườn của mình nè anh Hai. Không để chân được rồi. Anh Hai thấy vườn không? Ăn dưa leo không? Rồi. Dưa leo bự quá trời không? Chưa có rảnh xuống. Ok để chiếu dưa leo. Chưa cho kia nó. Không không. Cắn mình cắn nó lại. Ôm mực. Cắn nó lại. Giờ con cắn lại. Rồi, về xuống hái đi. Xuống hái đi. Rồi, đi xuống quay cho cả nhà coi nha. Cái vườn nè. Đó, cái vườn nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ để coi có gì ha. Ôi. Đó. Đấy cái Si hái vườn đi con. Hái gì? Ô. Gì cả? Trái bầu, trái bầu. Trái bầu à. Nó mới lớn lên nè. À. Mẹ nó chưa cucumber over here. Trời ơi cucumber nhiều quá nè. Nhiều lắm. Hái đi coi đi. Hái lên. Anh Hai thích ăn cucumber không? Ăn mát. Rồi lại cà chua. Ok, thì mình lấy con dao ha. Ê kéo chứ. Vô rửa đó. Dạ. Đây là nhà Thi cái vườn nhỏ nhỏ cũng có chút xíu xả nè. Cái này rau phở. Anh Hai lắc ăn phở có Thi có nấu nồi phở. Rồi rau thì cũng ở nhà bất. Rồi. Hello. Chào cả nhà, hôm nay ngày vui. Chị Hằng ở Mỹ 8 năm rồi mới đến nhà Thi lần đầu tiên á. Nghe không? Lạ quá trời. Rồi. Bây giờ cái vườn nè, cái Si chỉ đi kia. Dạ. Lấy cái kéo cắt dưa leo. Dạ. Đi ra rửa xong. Rồi có cái đập trắng nào. Ủa, trắng gì vậy đây? Tám mấy đóng cửa hả? Rồi trong kịp đó thôi. Lucky. Vô Lucky. Ờ. Không giờ chạy. Lucky. Ôi. Hello chị Hằng đây. Chào cả nhà. Hôm nay là sáng sớm mình chuẩn bị đi ra biển nha. Tối gia đình chị Hằng tới đây chơi nè. Ngủ ban đêm rồi đại đội bắt đầu tiến ra ngoài biển Morobis ha. Rồi. Happy gì chị? Oh. Tuesday. Happy ngừng Tuesday. Cái này không chắc không rớt đâu chị hả? Lại vướng này. Chỉ cho cả nhà nè. Gì ăn thôi. Rớt ra thì nhìn con ngồi yên nha con. Rồi, ready chưa? Đó, đi biển mấy ngày mà. Quá trời luôn. Nãy giờ chăm sóc kỹ lắm á, chăm sóc cái món bà cái cây đó là kỹ nhất luôn. Vì món tủ á. Đây là hàng nhà hàng. Trời ơi, món tủ không? Vô chắc điện. Rồi anh Hai đâu? Anh Hai đâu? Hey, how beautiful. Ok, mày chiếu nha. Rồi, hôm nay beautiful ha. Trời đẹp quá. Đâu. Beautiful outside. Hi, Tí Anh. Tối hôm qua ai cũng yên không? Thấy ống nhìn cái quay ra chào. Chào rồi, chào nữa. Tối hôm qua ai cũng... cái nhà ngủ ngon rồi bây giờ ngủ ngon hết á, ngủ say á, tự gì biết sao mỏi lưng quá. Ngồi đó. Xe chỗ chị Hằng đi coi như là ta 6 tiếng mấy á mới tới nhà Cam Thi á. Đó, gia đình chị Hằng đi 6 tiếng mấy á. Đó, đợi đường ra đi chưa? Rồi đây là anh Hai.
Ok, mời cả nhà đi cùng nha. Nha. Beautiful. Rồi bây giờ là gần 9 giờ nghe cả nhà. Rồi, hôm nay mình trên đường mình đi Moto Beach. Chào cả nhà nè. Hello em cả qua nhà. Qua nhậu với anh hai quá. Hồi nãy Daddy mày đi gửi Lucky rồi. Lucky là 4 miles. Keep right onto I-40 east toward Greensboro. Nãy gửi Lucky sao anh nó sao? Đó, nó là phía sau nó nhảy. Ờ. Có cái donut in the Rồi cái xe gì đó. Breakfast. Tiên là back to school hả con? Back to school mấy đứa nhỏ. Ờ. Xôi mặn nè, tối qua Thi nấu nè. Bây giờ đó mời cả nhà nha. Sáng đem theo Casey thích ăn xôi nè. Huy cũng thích ăn xôi nè. Đây. Ngon không? Ăn đi Casey. In 2 miles keep right onto I-40 east toward Greensboro. Chuối cái xiên lễ ta. Ngon con. Yes. At first come nói tiếng Việt. Lúc đầu con không nghe thích cái tôm taste. À không thích tôm. Tôm. But after ăn nhiều lần thấy ngon quá. Nghĩ hả? Yes. Giờ thấy ngon ăn rồi. Tới rồi cả nhà ơi. Sau khi lái xe cũng 4 tiếng rưỡi ha. Mình cậu hai tới trước rồi. Hay quá. Đúng không? Đưa nó, đưa nó em ta. Hả? Đưa nó em ta. Đi tới nơi rồi, mà mở chìa khóa mở cửa quạt được. Tại vì cái số nó dài quá. Rồi, phòng nào cũng đẹp hết. Rồi, phòng 3 phòng, 3 gia đình. Đó, bếp. Mở đèn ra. Rồi. Cái phòng này. Phòng này lớn nhất ở biển gì? Ocean Front đẹp. Đó. Lớn nhất hả? Phòng này có cái Ocean Front. Nào cũng giống nào hết à. Có hai giường. Phòng này có cái cửa nhìn ra biển. Ok. Yeah. Rồi, đẹp quá. Em xuống hộ rồi mấy đứa ra coi con. Cái xe, thích không con? Vô vô con. Chiều chiều mát mát một chút rồi đào ha. Cái này room 1 near the balcony of the Airbnb. Thấy đẹp quá. And có cái bathroom and cái mirror here. Wow. Oh, cái này. Excuse me. Okay, cái này một high of bedroom. Alo, mama. Con. Yes. Có cái sổ bom, phổ bom cho mình shower. Con thích phòng này không? Con không biết, con choose later. Rồi, phòng này đi ha. Yes. Phòng này đi. Mm-hmm. Rồi, ba gia đình, ba khách phòng. Gia đình, thấy cái kitchen home. Đẹp. Rồi, cái xí xô rau đi. Chỗ này có lý quá à. Kitchen và tủ lạnh. Ở đời vô. Có muỗng gì không? Muỗng đĩa gì không? Trời ơi coi kìa. Nó ngồi trước nè, ghê không? Casey. Thôi chị Linh tới rồi nè. Đem cái thẻ mở coi chị Linh. Đó, Kha với Linh. Ơi, Linh là ở miền Trung đâu vậy trời? Vậy hả? Ôi. Mở cái mui 8 tiếng đồng hồ chạy không đậy. Trời ơi. Trời đi quá hay rồi, tội nghiệp. Tội nghiệp Kha lái đường xa.
Trời ơi, tới được là mừng rồi. Giờ khiêng đồ vô nha. Khiêng đồ vô, phải có cái xe chứ. Đi du dân có ba gia đình thôi. Xe tới rồi. Trời ơi, xôi xôi. Đi đâu nghe hay hay nè. Anh bò để anh lên nè. 8 tiếng đồng hồ. Đi 8 tiếng đồng hồ. Mà hả, mở mua xe. Màu tóc giống như bà điên luôn. Chùm vậy nè. Chùm vậy nè. Đi lên luôn. Quà ăn quà nó lên. Trời ơi. Ghê lắm. 8 tiếng hồ chạy mở xe. 8 tiếng hồ. Coi như là người ta trẻ, ra khoái môi trần. Còn Linh nó chùm nguyên cái khăn luôn chị ha. Không thấy Linh đâu á. Chùm cái gì. Chùm cái khăn 8 tiếng á. Bích đầu luôn. Nó mở môi để chị Linh tui cái trơn. Nó không chùm. À, bà YouTuber đừng có quay lên chứ đầu tắt như ổ quà. Cái này mới tự nhiên mới đi ngoài nhà ngoài trời luôn 8 tiếng đồng hồ ngoài trời. Cam Linh tình yêu và cuộc sống và anh hai là Phúc và Quang Lê Official đang ngồi kia đang ăn xôi. Kha nó chạy 70-80 mà hả. Trời ơi, mình ở giữa trời vậy đó, nắng chang chang luôn. Chắc gọt cầu gần 100 độ hay sao không? Nhưng mà hay quay hay là gì trong đường nhỏ? Đi hết 8 tiếng là mở. Chỉ ngoài hay quay hả? Hay quay hả? Hay quay chứ không lẽ đi đường nào? Em đi đường trong đó mà. Nó hay quay. Đi từ Bờ Chi Nha. Trời ơi, đi xuyên phạm. Lên ăn đi. Đây. Bánh bò thì nè. Xôi mặn gì thì là này gà cậu hai là đó. Linh có đem một cái đôi giày mới màu trắng. Vậy hả? Đứa nào mang vừa thì cho. Để ra để mặc cái Linh đem gì? Ồ bắp luộc. Nè. Thi ướp sẵn nè. Thi ướp sẵn là thịt bò steak đó. Thịt heo tôm. Rồi tôm mình lắc mình mình mà một thùng đồ ăn kia nữa. Trời, mình đem đồ ăn nhiều quá. Sao mình ở có 2 ngày uổng quá. Đúng là ở tuần. Đây đứa làm gì đây? Không nói gì. Sao anh hai? Ăn vị đó tính vị là sáng với cộng. Mấy vậy em đổi ý rồi. Thấy ổ quà. Hai cái ổ quà. Ơi bốn mũ quà luôn kìa, đổi ý rồi thôi, đổi ý rồi đỡ quá. Cái đầu nó rối bù luôn. Ông tính mua cô vét mà đầu trần, môi trần chứ. Nè, bây giờ Kha thấy sợ rồi. Cái người yêu á anh hai. Cái đó là người yêu á, ngày nào cũng nhắm á đó. Nó sáng sớm nó chạy đi đi 8 tiếng đồng hồ tới đây luôn, không dừng không ăn. Ô vậy à, trời ơi không toilet không á. Trời ơi, chị Linh là đi từ Virginia đi thẳng tới biển, còn anh hai trời ơi ghê không, còn anh hai với em là đi 4 tiếng rưỡi. Mời anh xói nha. 7 giờ đi. 7 giờ đúng tới đây, 8 tiếng đồng hồ. Wow. Không ăn không uống luôn. Trời ơi, không đợi ngủ, không đem mắt kiếm. Trời ơi, cái gì ghê vậy? Kha giang hồ dữ à, không đợi ngủ không lấy gì nữa. Thôi uống nước là được rồi. Bé tì tặng cho nó một cái mắt kiếm đẹp lắm. Trời ơi, năn nỉ đeo không chịu đeo. Không thích đeo hả? Nó có kiếm xung quanh, nó bảo vệ mình. Xung quanh ngay chỗ này nè. Kiếm đây. Trời ơi, sợ cái gì nữa. Trời ơi, bạn Linh là khoái ca si lắm nha. Trời, khoái ca si hả? Làm gì đâu khoái. Cái kiểu cắt cho nó trời ơi. Bạn ca si đều quá hả? Nó thích công chúa. Công chúa. Hiểu không? Ngon. Hay nó không hiểu mà nó nói. Công chúa là gì? Hiểu hả? Không biết. Công chúa là princess. Princess. Con như chúa còn tinh cầu Jesus. Chúa tưởng Jesus.
tôm sốt. Rồi cũng rồi ăn cà phốt sao? Trời ơi. Có màu hả? Ờ dạ. Ờ dạ. Mình nghe nó công chúa mà nói cậu Phúc có bầu. Công chúa bầu. Nói cậu hai con công chúa luôn. Cậu hai mà công chúa. Đâu phải. Cậu hai là prince. Prince. Yeah. Where's con? What's a prince? Prince là ông vua. Ông vua. Ông vua bầu. Ông vua có bầu kìa. À, nó nói này ông vua có bầu kìa. Đi ăn. Dạ. Sáng con ăn xôi ngon không? Ngon, bây giờ mới ăn được. Dân nữa ha. Có gà anh hai làm kìa. Đó. Có bánh mì. Khá thích ăn bánh mì phải không? Hai có bánh mì lắm con. Tí relax mày đây ha. Con, relax ha con. Đẹp quá, biển hết nắng rồi con ơi. Ra tắm. Đẹp quá. Vậy con? Ồ vậy hả? Wow, bên kia có gì Lazy River. Ồ. Mình qua đó được mà. Nó connect hết luôn á. Không? Anh anh, mình có Lazy River kìa anh. Ờ ở chỗ này có lý quá hả? Anh hả? Không, ra biển luôn. Ồ, trời hết nắng rồi kìa anh. Lúc này mình ra biển mới đã nè. Nắng quá thì mới cháy da phải không? Wow, chỉ là cả nhà thấy thôi. À. Chỉ cho cả nhà thấy khung cảnh quang cảnh biển vào chiều đầu tháng 8. Rồi hên lắm cả nhà ơi. Cái hotel này á là Baywatch, người ta cho check in sớm lắm. Lúc mà Thi tới đây là 1:30 ha, mà cái time check in là 4 giờ, nhưng mà người ta thấy phòng trống là người ta cũng cho mình check in luôn, nên là rất là good. Ai mà ghé North Myrtle Beach á, South Carolina thì nhớ đến cái biển này ha, và cái hotel là Baywatch, rất là good. Cái này là condo chứ không phải hotel cả nhà, condo. Ở đây à, chỗ này thì ở là cái condo 3 phòng ngủ chứ không phải là hotel. Ôi, đây rồi, đây rồi, đi ra biển. Mới tới là ra biển rồi cả nhà. Đúng rồi, cho nó mặc đúng rồi đó. Đi cả này nè con, xong đi cả này. Ồ, mình tới đây mình lấy chị. Dạ. Mấy đứa đâu có đem xăng hả con? Không có xăng hả? Mất bất kỳ. Chắc nằm đâu đó thôi à. Nãy rồi, không tới đâu, không có mất đâu. Mình nghĩ chúng ta thay hồ bơi mà. À, hồ bơi, hồ bơi. À, dẫn đường đi chị Hằng. Chị Hằng dẫn đường đi. Thấy mấy người ngủ. Đó, chỗ mình ở là ở đây nè cả nhà. Hãy nhìn xuống. Thấy đám không? À, trời. Thank you chị. Ờ, chỗ này đỡ quá. Dạ, đỡ nóng rồi. Dạ. Cháy da chết. Có ngày 95 độ. Hôm nay là quá đẹp. Rồi. Cam Linh tình đi vào cuộc sống đây. Vui lên. Vui. Cam Linh tình yêu vào cuộc sống. Oh my god, quay qua quay lại. À, dựng lều xong rồi nè. Có con chó nè. Trời, con chó người ta ra ngoài biển luôn. Lucky không được đi, Lucky không có đi hay. Lucky lại đi. Cứ ra mà bỏ con luôn. Ờ ok, để đây đi. Bỏ con cho mình đó. Ở đây rồi. Ủa, cái máy gì đó đây nữa này em? Ờ, cái cây, lấy cái đá bàn để.
Rồi. Dạ, đi ăn chưa? Vô đi vô. Vô. Mở cái con tính nghiêng qua trái một chút. Bởi vì chút xíu ha. Cái này đụng á, vô. Dạ. Cái như là mình chuẩn bị nhiều quá cái tới bụng rồi đó. Không có gió kéo bay luôn thì lên luôn rồi. Mình tâm ít mà chưa ăn thì nhiều. Chị ha. Vui. Ủa cái đó gì vậy anh hai? Cái bàn á. Ồ. Trời anh hai có đem bàn luôn. Bàn đó có hai cái gì? Hai chỗ để bia đó kìa. Hai bể lon á. Anh có qua anh Thác mà sexy cái gì? Anh Huy tham chưa vì sexy. Trời có một phát à đòi sexy nữa. Mày đặt mày đặt khuê xấu là như vậy nghe. Kha thích tắt điện ha, lên Kha thích tắt điện không, cái sim muốn chụp hình đó con. Ok nào, ai làm các show đẹp quá hả, trời ơi công phu ghê chưa. Cái sim muốn ra biển chụp tấm hả con, hai YouTube đứng thằng kia chụp hình. Chị Hằng quay làm người mẫu nè. Hello Casey ơi, Casey thích biển không? Yes, hả? I love the beach. Yeah. Con ra mượn cái khăn chụp hình đi, đẹp lắm á. Ừ. Vậy hả? Yeah. Mượn đi. Mượn gì lên cái khăn chụp hình hả? Chào cả nhà. I just finished. Wait, mommy. Ông bà cô chú. Cho ông bà cô chú. And then con bị khi xem các con quần con. Oh, vậy hả? Cát cát. À, cát cát. Cát cát con. Người Mỹ đâu nói tiếng Việt ta? Người Mỹ nào nói tiếng Việt vậy? Cái xin nói tiếng Việt giỏi mà. Con nói tiếng Chinese. À, vậy hả? What is it? Chinese tàu. Oh. Không, gửi người cầu nói tiếng Việt. Rồi anh hai tắm chưa? Anh hai tắm chưa? Ờ, ăn đi mấy đứa. Có bụng không? Bánh mì ngọt hả? Bánh mì ngọt. Của em á. Nó mất ký hết. Dưa hấu rồi con. Bảy con tim miếng rồi con, nửa đi. Lấy cho nè. Rồi ăn đi, ăn đi, ăn gì hấu à. Đây cái bánh này, đây. Lấy cái này tao tí ăn nha, mà trời ơi sóng lớn quá. Không, sóng mạnh quá con hả? Rồi ăn đi con, ăn đi con. Nước ấm ghê luôn á. Biển rất là ấm. Mày cả lại đã mà. Mà mạnh quá. Không. Cái gì bánh gì cơ? Ai? Ông Sơn, em ông Sơn coi. Dạ hả? Sao? Team, come on, ông Sơn. Sơn gứa hả? Kha thích tắm biển quá, Kha tắm nên ngồi đây. Huy ăn bún gì bánh bò. Tắm nữa không con, đi tắm, đi lên. Đi ha, mới tắm một chút mà. Giờ trời mát đó, đi không, xuống tắm không? Oh. Beautiful, beautiful. Đó em đi mà đi lấy đi. Dạ, dòng sông lười, dòng sông lười. Ra biển nhập bơi mà vô phải. Biển về chiều. Bắt đầu cả nhà mình dọn dẹp để vô phòng tắm rửa. Và trời ơi, hai anh em chỗ tài nấu bếp nè, giỏi không? Kha và Tí em nấu cho mọi người thưởng thức. Dạ.
Kha thích nấu ăn ha con. Yeah. Wow. Phải học chứ. Ừ. Mở 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 chảo này luôn ha. Dạ không, cái chảo này chưa xài. Tôi nghĩ còn một cái thôi. Bỏ okay. Này ra đó. Slack với con. Ờ, bỏ bơ vô. Slack. Ừ, mình mở hết lên cái nào quá. Cái nhà thấy đẹp không? Kha nãy trổ tài làm thịt heo rồi. Giờ chấm thi làm thịt bò steak cho mọi người ăn. Đây mình ướp sẵn rồi. Bây giờ mình ăn hồi nãy giờ. Đó. Ờ, ý thấy em muốn đi hay là thay thấy em muốn đi hay là hả? Chị Hằng nói dưa leo gì mà bự quá. Cây nhà lá vườn. Đập bò mềm hả con? Dưới hả? Thì ướp ướp vậy hả? Chị em thích bò. Bò lắm. Cây si cũng vậy, không ăn heo. Nó không ăn thịt heo. Cây si á. Bò ăn heo mà. Ồ vậy hả? Cây si không thích ăn heo. Nó thích đủ thứ. Bò thích đủ thứ. Vậy á. Em nói nha, em trời ơi, nó cao mà, cao lớn ăn nhiều lắm luôn. Không ai ăn. Nên nước này cho bánh mì ngon lắm rồi. Đúng rồi. Rồi cái cơm cũng ngon. Dạ, bánh mì cho con. Bữa nãy cho con ăn. Không, không, mấy đứa ăn không, à. Không, mì, ngoài à, ngoài hiên mưa rơi. Em hay không? Ở trong đây ngồi à, ăn uống giống nhà hàng. Ở ngoài thì trời mưa cả nhà. Để thì coi quay nè. Ồ, mưa cũng có người tắm nữa. Hồ bơi, mưa có người tắm. Mưa lâm râm thôi chứ không có lớn. Mưa mà người ta cũng tắm quá trời luôn. Ngoài hiên mưa rơi rơi. Chứ mình đi hát lòng ta nghe chơi bơi. Cái chồng mình đớp thêm một câu bà tưng tưng. Nghĩa là con Thi cũng tưng luôn. Nhưng mà không biết mẹ nó còn Thi rồi. Anh hay cái gì là ép thêm con thơ vô luôn hả? Dạ, nó kiểu gì. Không hiểu. Không phải, không cần nghe cũng kiểu rồi. Không cần nghe. Đang chiên thịt cái ra mày kêu quay. Nó xém cháy cả nhà. Mà it's very good. Tại vì không ai thích ăn còn máu hết á. Mấy đứa đi đâu về đây? Trời ơi. Ăn xem bự vậy con. Đi chơi. Hả? $3. Vậy hả? Dạ. Pretty good. Cái kem gì giặt hè hả? Hả? Vậy hả? Ok. Nó hơn 3 đồng. Hả? Phải không? Cái gì rẻ hả con? 3 đồng is huge. Con ăn nhiều rồi. Lộn gì? 3 hay 5? Cái lộn. Cậu hai hỏi cái lộn không? Để gì lộn? Lộn không? Chị Linh chỉ nhìn đó, chị ngứa nghề nè. Chị Linh lên thở cắt tóc nhìn tóc của Huy thấy dài quá. Đem qua cắt con Kha xong cái mình đó đem nguyên cái đồ hè này đi lên đây cắt hết cho đáng luôn. Ngứa nghề. Không có đem. Nhìn cái đồ hè ơi. Đúng rồi. Trời ơi, nói mấy tháng trời chưa cắt á. Em nói là bà em nói mày cắt tóc đi, mày tóc dài quá. Nhưng bây giờ thấy tóc dài á. Hồi đó cắt hoài, giờ anh không chịu cắt nữa. Anh nói thôi để đổi kiểu khác, tóc dài cho nó lãng tử một chút. Lãng tử, lãng sạc luôn. Hỏi già mà mày đặt lãng tử. Lãng sạc. Đây là hồi xưa. Không biết làm cái gì. Góc nhà mình lái xe Corvette nó bay. Vô ổ hòa thì nó. Cái đồ chặt tay sạc. Cái dây cầm. Ồ đẹp nhỉ. Wow. Ủa nhựa nhạc nhỉ. Rap mua nữa con. Oh my god. Take a picture of me. Yeah. Boom boom yên kia. Red moon. Wow, đẹp quá, ngoạch quá. Oh. Nè, đó, cái xin đính xác cho mày chụp. Mặt trời đỏ. Ủa, mặt trăng hả? Mặt trăng màu đỏ. Nãy đẹp quá trời luôn. Bây giờ lặn rồi. Hả? Lặn nhanh gì con? Look at me. Gì con?
À, con nói gì đi. Con nói nào? Con không có take you red moon in a màu đỏ. Vậy hả? À, yes. Nói tiếng Việt đi. Long, long. Biết không? Biết nói tiếng Việt không? Time. Rồi, Tiên nói tiếng Việt sao? Thấy gì? Hả? Hả? That's a blue. Màu đỏ. Mặt trời. Mặt trời đỏ. Ủa, mặt trăng chứ không? Mặt trăng màu đỏ. Mặt trăng màu đỏ. Uh-huh. Đỏ. Đúng rồi. Đỏ. Đẹp không? Uh-huh. Mặt trăng màu đỏ. À. Nha. Mình ở hotel này nè, Baywatch Resort. À, Casey đứng đây ha. À. Ok, bá hồ. Ok. Yeah. The people in the red suits. That's the guy who says my phone. Oh. Hey, coi chừng, coi chừng, coi chừng. Bữa nay mình đi là thứ ba nên là đường xá cũng vắng chứ không có đông. Đẹp á. 1, 2, 3. Ủa đó, cặp tình nhân tình chưa, nắm tay thấy anh Huy thấy anh hai không đó. Kiện liền. Anh Huy chậm tiêu quá chị Hằng ha. Trời. Cái gì mà còn hả? Đây mới có ba. Đây mới có ba trai. Anh gì anh nói gì vậy? Mình nói gì? Không có chậm tí gì đâu. Giả giả xỉn. Chị Hằng đúng rồi đó. Tán tối tán lui. Giả sốc giả ngửa luôn. Anh hai mới ôm có một chút thả ra gì? Kỳ vậy? Mắc cỡ. Dạ, con hai mắc cỡ vậy. Good morning. Good morning cả nhà. Nghe sóng biển rì rào vào buổi sáng. Thật là bình an. Ngày thứ hai tại North Motor Beach. Ừ. Thì hello. Nói gì không? Giờ chút nữa đi ra biển tắt tiếp.
Mình tính đi chơi cái gì á, cái tàu mình nghe là hồi sáng á anh Huy làm biến không có dạy đi bộ với em. Có mình thi đi bộ một mình cô đơn sao, trên sáng nóng anh em một mình cô đơn trên bãi biển vui vậy trời. Đi có một mình mà vui không. Bây giờ ra biển hết cô đơn rồi. Bắt đầu nắng lên nè, bây giờ 10 giờ cả nhà. Ủa, 10 giờ là anh tưởng trẻ rồi, 10 giờ là được tắm được rồi, 10 đến 8 mét. 3 tiếng ngoài này là coi như là đen cùng nhà cháy rồi. Hôm nay trưa rồi mà biển không đông, tại vì ngày thường anh quýt đây thôi. Đây nó đông luôn. Người mấy biển này, ta ở đây. Mọi người tắm biển relax. Mình tới tắm vô tắm cái hồ này cũng vui nè. Tắm cái lazy river vui á. Anh Hai đứng bên kia kìa. Nay chụp tấm hình với anh Huy đi. Hai anh em chụp tấm đi, chưa có chụp tấm nào á. Bữa nay ha là ai cũng mặc màu trắng ra biển để chụp family kỷ niệm picture. Flamingo one. Trời ơi, thank you very much. Thank you very much. Sao trắng đẹp nè. Elvis Presley. Bữa nay sáng sớm ai cũng đẹp nha. Ủa mình có mang dù mang đồ ra ngoài không? Vậy hả? Rồi được chưa anh? Chắc chắc rồi, không sao đâu. Sợ bay hả? Xe được mấy ghế hả? Cái này làm mở cái vô tiếp bằng tiếp rồi vô đi. Mở vô tiếp bằng tiếp à? Bay luôn hả anh? Thì bay. Gió quá trời. Rồi được chưa? Đây, tôi thấy cái mặt quần nó đẹp á. Vậy hả? Sao mặc cái bộ? Ồ, không có cái áo. Sao mặc? Cái áo mất rồi. Nguyên bộ. Vậy hả? Trời ơi. Em mua cái quần à, không mua áo. Chị Hằng nói má ơi. Ra chụp hình đây. Rồi đi. Mấy cơ xanh đứng nha, chụp tấm trước đi nha, lên. Máy rồi nè. Dạ. Bữa nay là đại quân đại đội màu trắng. Ai cũng màu trắng hết nè. Đẹp ha. Rồi. Giờ cả nhà mình đang chụp hình. À. Quá đẹp.
quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Hôm nay đẹp quá. À. Cái gì vậy bà, quay camera mà ơi. Dạ, tôi cũng biết mở ra sao nó mưa. Rồi mấy đứa cousin bây giờ là con mới có 6 đứa à, tất cả là 20 hai mấy đứa lên. Hai mấy đứa. À. Rồi, nó khoái lắm. Yeah. Me and at first wasn't with me. Lúc đầu, me and plan đi ghi banana boat, but Dean sợ cái chân sụp. Yeah, cái cầu dối. Sụp and she sợ, so mình không có đi no more. Tiên đầu gối nó bị đau á, bữa bị té á, nên bây giờ nó không có đi banana boat được. Gia đình hôm nay đi thôi. Rồi chơi đá ra tắm biển. Dạ, yeah, tắm biển. Rồi. Bye. Biển luôn, mấy đứa nhỏ chơi ngoài hồ á, người lớn thì ăn nhiều hơn là tắm. Con vậy hả con? Ờ. Cái xí nè, nó hỏi mấy giờ lên, cái anh nói 6 giờ lên, cái nhìn mở đồng hồ cái nó coi nãy giờ mới có 1 giờ. No. Nó biết số 6 không? Hả? À, 6 rồi mấy? À. Nhìn đồng hồ lại. Nhìn mấy giờ? 1 mấy hả? Lâu. 5 tiếng. Đếm. No. Phải đếm nữa. Trời ơi. Cái xì là không tắm. Bữa nay nó nay ngày hôm qua tắm nhiều rồi. Nên hôm nay nó không tắm. Mày hỏi tối nay con chọn nhà hàng đi mà nó không biết tại sao. Ờ, đi ăn nhà hàng nha. À, chiều ăn nhà hàng. Thôi, cảm thi thank you for watching nha. Video đã quá dài. Bye, con xin. Bye, see you next time. Rồi. Quay đi. Thật này được.